Đồng thời Tâm xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý chị em bạn bè thân hữu gần xa qua kênh Rishita Bihaku. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình live shopping cùng với thương hiệu Rishita Bihaku, thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám chống lão hóa đến từ Nhật Bản. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ tư, chương trình chúng tôi được tổ chức hàng tuần vào lúc thứ hai, thứ tư hàng tuần. Thì người đồng hành cùng với Đồng Thanh Tâm đó là chị CEO Thùy Trang, là chủ thương hiệu của Rishita Bihaku, sẽ đồng hành để quý vị có thể giao lưu cũng như là đặt câu hỏi trực tiếp về sản phẩm làm đẹp cùng với thương hiệu Rishita của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi Tâm giới thiệu quý vị gặp gỡ chị CEO Thùy Trang. Xin chào, chào chị. Chào Đồng Thanh Tâm. Chào tất cả các chị em đang theo dõi chương trình Live Shopping. Và trước hôm nay khi... một bông hoa màu đỏ nữa quý vị ơi. Đúng chị rồi. Chia sẻ tí xíu về màu đỏ của chị. Cho mời màu đỏ hả? Lần thứ nhất là tới Giáng sinh thì Giáng cho sinh. Cái màu đỏ. Thứ hai thì cho mình được nói một câu thôi nha, mình ủng hộ tổng thống Donald Trump. Và cái lời thứ ba nữa là Đồng Thanh Tâm muốn giới thiệu cho quý vị là màu chủ đạo của thương hiệu Rishita Bihaku. Đúng đó rồi. Là màu đỏ. Quý vị, đó là màu đỏ. Màu đỏ là một cái màu rất là mọi người rất là yêu thích. Ai cũng thích màu đỏ hết. Tức là chúng ta may mắn quá, số đỏ quá, hay là hôm nay ngày đỏ quá. Tức là đỏ là may mắn. Thì Rishita sẽ mang đến quý vị may mắn, niềm vui, may mắn cho những quý vị nào da chưa đẹp muốn được làm đẹp, hoặc là da bị hư hại muốn làm đẹp, thì đó là may mắn để cùng thương hiệu Rishita sẽ làm đẹp cho quý vị. Đó là cái đỏ đầu tiên mà Rishita muốn mang đến cho quý vị, cũng như là màu đỏ là màu may mắn. Thì quý vị đồng hành với Rishita thì cũng kính chúc cho quý vị gặp thật nhiều may mắn. Chúng ta sắp bước qua năm mới rồi, còn không xa nữa đâu. Hôm nay là ngày 17 rồi đúng không chị Trang? Hôm nay là ngày 17 tháng 12 rồi. Thì cũng sẽ gần hết rồi năm của một cái năm mà gọi là mọi người không có vui vẻ gì lắm với năm 2020 này cả. Từ đầu năm cho đến cuối năm luôn thưa quý vị, rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà làm gì làm, chúng ta vẫn giữ sức khỏe, vẫn bình yên, đó là hạnh phúc rồi. Và đồng hành cùng với thương hiệu Rishita thì quý vị mỗi ngày chúng ta thấy da chúng ta đẹp hơn, chúng ta sẽ vui hơn. Đó là một cái niềm vui nho nhỏ nữa. Cho nên là quý vị nào, những ai đã được sử dụng Rishita rồi thì hãy tiếp tục đồng hành với Rishita để được đẹp hoài, đẹp mãi. Còn những ai mới ghé kênh Rishita Bihaku lần đầu thì hãy ở lại với chúng tôi khoảng 40-45 phút để chúng ta có thể lắng nghe và nhìn thấy được người thật việc thật sử dụng Rishita và được đẹp như thế nào, và những làn da bị hư hại sẽ được chăm sóc tốt như thế nào để chúng ta có thể chăm sóc cho bản thân, bạn bè và những người mà chúng ta quen biết mà da không được đẹp, chúng ta có thể giúp họ một điều. Đó, bây giờ chúng ta cùng quý vị hãy giúp Rishita share chương trình thật là nhiều lên trang cá nhân của mình, hoặc là những bạn bè của mình cần để làm đẹp da quý vị nhé. Share thật nhiều để giúp chương trình, để nhiều người có thể biết đến Rishita để làm đẹp cho họ. Biết đâu chúng ta sẽ là một cái nhịp cầu nối. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị vì đã luôn yêu thương, ủng hộ Rishita trong những năm vừa qua. Và để tri ân khách hàng thì sắp tới Giáng sinh rồi, Đồng Thanh Tâm nhắc lại tí xíu. Quý vị ơi, có cái chương trình bốc thăm trúng thưởng vào ngày lễ Giáng sinh. Thì chị Trang sẽ bốc, hôm trước thì lễ Thanksgiving thì chúng tôi đã bốc trúng cho 3 giải thưởng cho quý vị khách hàng của Rishita rồi. Và tiếp theo thì về lễ Giáng sinh và Tết cổ truyền của người Việt Nam của chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ có thêm 2 lần bốc thăm nữa, và lễ Giáng sinh và Tết nữa, quý vị thấy trên màn ảnh đó. Cho nên quý vị hãy trở thành khách hàng của Rishita thì quý vị sẽ được tham gia chương trình bốc thăm này, và may mắn cho tất cả mọi người. Biết đâu chúng ta có thể nhận thêm quà, thêm niềm vui nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy trở thành thành viên của đại gia đình Rishita quý vị nha. Order sản phẩm, trở thành khách hàng thì chúng ta có cơ hội để tham gia cái lễ bốc thăm này. Rồi bây giờ chúng ta cùng trở lại với chị CEO Thùy Trang để lắng nghe những chia sẻ của chị về bí quyết làm đẹp cùng với Rishita Bihaku. Mời chị Trang. Trước khi chị Trang nói thì chị Trang nói giới thiệu về cái mỹ phẩm nha. Tại vì có rất là nhiều khách hàng trong mấy ngày hôm nay cứ hỏi là có thể mua hũ kem không, hoặc là có người hỏi là có thể mua lọ thuốc để trị nám. Nhưng mà một điều để Trang nói rõ hơn cho tất cả các chị em để mà hiểu về tại sao mà Trang kêu mua set. Tại vì cái sản phẩm Rishita là của Nhật mà là bằng organic, tức là bằng thảo dược thiên nhiên. Cho nên khi mà mình xài một thứ thì nó chỉ làm cho cái da mình cải thiện ít thôi và chỉ mịn màng, chứ nó không có đầy đủ hết. Tại sao mà Trang hay nói câu là ở ngoài thì mình thoa kem, ở trong thì mình phải uống, nó mới hết nám hoặc tàn nhang hoặc những cái vết đầu mồi. Đó là theo cái liệu trình, và những cái nhà nghiên cứu dược ở bên Nhật là người ta đi ra
theo cái set. Thì mình nếu mình mới đầu mà mình mua thì mình nên mua set, chứ mình đừng nên mua lẻ một hũ kem hay là một cái lọ thuốc, tại vì nó không thể nào một hũ kem mà nó trị nám hết, hoặc nó trị vừa nám mà vừa bị tàn nhang thì không thể nào. Trang lúc từ ban đầu là 3 năm, Trang cũng thường nói là cái hũ kem nó không thể nào nó trị dứt hẳn tàn nhang hoặc nám, thì nó không có. Nó chỉ dưỡng da và làm trắng da và làm sáng da, làm cải thiện làn da, giống như là những cái da mình bị nhăn thì nó cải thiện, chứ nó không thể nào nó trị nám. Tại sao mấy chục năm bây giờ mới có cái những cái lọ thuốc ra đời, là tại vì trong nám là từ bên trong mình nó là chiếm đa phần, cho nên là khi mình uống cái lọ thuốc đó nó mới đào thải những cái chất độc bên trong của con người của mình đi ra theo đường nước tiểu, cho nên là mình phải dùng SET. Tại vì trong 3 ngày trở lại đây rất là nhiều cú điện thoại gọi vào và nói là tôi có thể mua hũ kem. Không phải là không được, nhưng mà mới đầu mà mình muốn xài mà mình thấy kết quả liền hoặc đẹp thì mình nên mua SET, tại vì mình sẽ thấy cái làn da mình cải thiện. Tại vì mỗi cái lọ nó đều có một cái công thức riêng, và mỗi cái nó đều có một cái thành phần để trị riêng, cho nên nó mới kết hợp thành một set. Thì khi mình xài set thì mình sẽ thấy cái làn da mình cải thiện và đẹp lên và trông khác hẳn. Còn mình mua một lọ kem mà hỏi là có hết nám thì Trang trả lời không bao giờ nó hết nám. Thật sự lọ kem nó không hết nám, nhưng mà có thuốc uống, rửa mặt, rồi mình xài milk hoặc serum tùy theo, thì mình xài đúng set thì nó rất là đẹp và nó cải thiện và từ từ nó hết hẳn, chứ không phải là lúc đầu mình xài thảo dược mà mình muốn bao nhiêu lâu. Tại vì cú điện thoại cứ hỏi là bao nhiêu lâu là em hết nám hoặc chị hết nám hoặc cô hết nám, thì cái đó do nội địa của mình, do tiết tố nội địa của mình, thì nó cải thiện lần lần, từ từ nó hết nám và nó không quay trở lại nha, nó không quay trở lại và nó giữ cái làn da mình mịn màng bình thường. Chứ không có những cái diễn biến như những cái loại sản phẩm bên ngoài, cho nên là trả lời rõ ràng là như vậy. Với thứ hai nữa, rất là nhiều chị gọi về và hỏi là tại sao mình phải uống cái lọ thuốc mà có nhiều cái đại lý thì quảng cáo là chỉ có hũ kem. Thì Trang đã nói rồi, trong 25 năm, đã nếu mà đúng hơn 25 năm Trang làm, thì Trang đã thấy rồi, từ sử dụng những cái kem chưa bao giờ nó hết nám. Nếu như nó hết nám thì nó không có lọ thuốc beauty supplement này ra đời. Đó, nếu như nó cải thiện và nó hết nám thì không có lọ thuốc này ra đời. Từ những cái kinh nghiệm và mình trải nghiệm qua bản thân và cho những vị khách hàng của mình mấy chục năm, thì chỉ có lọ thuốc ở bên trong uống thì nó mới làm và nó cải thiện được cái làn da của mình và những cái màu da của mình, hoặc mình có những cái vết thâm, vết đen ở trên con người của mình cũng thay đổi hoàn toàn. Và có một người hỏi là em không có muốn trắng toát. Thật sự nó không thể nào nó trắng mà như mà một người mà đang đen mà trắng thì không có. Nó chỉ cải thiện cái tông màu mình lên hơn mấy cái tông màu da của mình. Giống như cái da mình nước da ngâm thì nó sẽ sáng hơn cái nước da của mình và nó mịn màng, nó đẹp hơn, chứ không phải nó trắng mà đến nỗi mà nói là em sợ nó trắng toát thì không có nha. Nó không phải như vậy, nó có độ hồng của da. Cho nên là có rất nhiều câu hỏi gọi về trong 2 ngày nay, cho nên là Trang phải trả lời tại sao mình phải dùng nguyên một set lúc đầu. Còn sau khi mình đã dùng sản phẩm Richita rồi thì mình hết những cái gì thì mình mua thêm những cái đó, thì là nó là đúng nguyên thủy. Còn lúc đầu Trang phiên nên dùng set, khi mà da mình ở cái dạng da mà đang nám, đang tàn nhang thì nên dùng set. Đó là nó mới hết được cho mình. Chứ mà mới đầu mà mình xài một thứ mà hỏi lại làn da của em vừa nám mà vừa tàn nhang nữa thì không thể nào cải thiện cho một hũ kem. Thì cũng như ở trên màn hình thì thấy chị Cẩm Linh thì chị cũng có những cái vết tàn nhang rồi nám rất là nhiều trên da của chị. Nhưng khi mà chị gọi thì Trang tư vấn cho chị là xài xét, thì chị đồng ý thì xài xét. Mà khi xài xét thì chị thấy da của chị cải thiện rất là mau, và chị cho về những cái thước hình tự nhiên chị chụp. Thì thật sự mà nói
ở công ty Regita, chỉ cần những cái gì mà nó sự thật và nó trung thực thì mình mới để lên, chứ không có để mà phát tán những cái gì đó hay là mờ gọi. Kể cả chị Quỳnh này cũng vậy, lúc chị bị thâm đen vô da chị và chị làm laser nó hư và nó hư cái làn da, thì khi mình tới mình thì mình tư vấn chị phải dùng khoảng thời gian thì nó mới cải thiện được cái làn da của chị. Thì chị cũng đồng ý và tới bây giờ da chị không còn nám nữa. Chị chỉ dưỡng và chị vẫn dùng thuốc, tại vì rất là thích thuốc. Tại sao chị Trang phải trả lời cái câu hỏi này trước Tâm biết không? Tại vì trong 2 ngày nay rất nhiều người khách gọi về cứ nói là muốn mua thử hũ thuốc, mà trong khi mình hỏi ra thì da nám quá nhiều và tàn nhang, thì không thể nào một thứ mà nó khắc hết trên cái da mình. Dạ, mà một cái điều quan trọng mà Tâm cũng muốn nhắn nhủ với tất cả quý khách hàng rằng á, khi mà da chúng ta nó đã bị hư hại rồi, mà chúng ta nhìn thấy rồi đó, bị Đúng nám, bị rồi. tàn nhang rồi, là da chúng ta nó đã mới hư hại, nó nặng lắm rồi. Cho nên á, mà ví như lời chị Trang chia sẻ đó, quý vị dùng một loại kem thì không thể nào mà hết được, Đúng. cũng tùy vào cái cơ địa của mỗi người. Cho nên chúng tôi không bao giờ biết chắc được là quý vị sẽ dùng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó là sẽ da trắng, cho nên câu hỏi đó không trả lời được, kính thưa quý Đúng vị. rồi. Cho nên là chúng ta hãy trải nghiệm từ từ đi. Và một điều nữa Tâm chia sẻ đó quý vị là Rishita Byakuya là thương hiệu đến từ Nhật Bản và 100% sản xuất từ hoa quả trái cây thiên nhiên. Đây là sản phẩm organic, không có hóa chất, cho nên là nó phải hấp thụ từ từ để nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta, chứ nó không phải như chúng ta dùng kem trộn hay là kem lột gì đó mà nó nhanh trắng liền. Quý vị đã biết kem trộn, kem lột nếu mà chúng ta dùng mà nó không không biết nguồn gốc và không biết các thứ, cái hóa, các công thức bên trong á, và không có cái cơ quan nào kiểm duyệt á, thì nó dễ hư hại cho làn da chúng ta về sau này lắm. Chúng ta đã biết rồi và chúng ta không có nói nhiều về vấn đề đó, thì chúng ta nên biết rằng là sản phẩm của Nhật, mà Rishita Bihaku của chúng tôi là thương hiệu Nhật mà đăng ký tuân thủ với FDA để vào Hoa Kỳ qua con đường gọi là đường đường chính chính đó, là chúng ta có như thế nào chúng ta đăng ký với FDA thế ấy. FDA là một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Hoa Kỳ, cho nên là những ai sử dụng sản phẩm của các nước khác mà nhập khẩu đó thì chúng ta đã biết FDA rồi, rất khó để qua cái cơ quan này. Khó là vì sao? Chúng ta phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ thì chúng ta mới được vào trong Hoa Kỳ. Cho nên khi Rishita đã được FDA chuẩn thuận rồi thì quý vị càng yên tâm về chất lượng bên trong. Và cái tiêu chí đầu tiên của Rishita là không gây kích ứng da, nghĩa là da nào cũng phù hợp cho quý vị hết. Cho nên quý vị nếu mà quý vị chưa có dùng lần nào và chưa có đặt hết niềm tin vào Rishita thì quý vị cũng có thể sử dụng một vài sản phẩm trước. Nhưng mà như chị Trang chia sẻ thì chúng ta nên sử dụng một bộ thì nó hiệu quả hơn, chứ không phải là chúng tôi khuyên quý vị là phải mua một bộ. Cho nên quý vị có thể mua một vài thứ sử dụng trước, nhưng mà quý vị đừng có dùng Rishita với bất cứ sản phẩm nào khác. Khi đang dùng sản phẩm khác thì nên dùng hết đi, và khi tin tưởng Rishita thì hãy dùng trọn của Rishita. Có thể chúng ta sử dụng một vài sản phẩm đầu tiên, ví dụ như sữa rửa mặt hoặc là lọ thuốc hoặc là thêm nữa lọ kem hoặc là serum, ít nhất là phải 2-3 loại quý vị. Như như vậy nó mới đạt hiệu quả, kính thưa quý vị. Đó, và hiện tại nha, Rishita đang có chương trình là mua 3 tặng 1 và áp dụng cho tất cả các sản phẩm Rishita đang có, chỉ trừ cái lọ Beauty Cream của Rishita ra mà thôi. Cho nên còn lại là đang mua 3 tặng 1 và free shipping cho quý vị nếu quý vị ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và một bộ mỹ phẩm như vậy hiện tại chúng tôi đang bán với giá là 496 đô la cho 4 sản phẩm và tặng thêm một lọ viên uống, và 542 đô la dành cho một set da khô, da nhạy cảm, và cũng tặng thêm một lọ viên uống, nghĩa là chúng ta có 5 sản phẩm trong một bộ. Và một bộ như vậy dùng được khá là lâu, kính thưa quý vị, từ 2 cho tới 4 tháng, cho nên là mỗi ngày chúng ta tốn khoảng hơn 6 đồng để chúng ta sở hữu một bộ mỹ phẩm thì nó quá là rẻ, phải không quý vị? Cho nên chúng ta hãy cho làn da của chúng ta một cơ hội để trải nghiệm cái sản phẩm của Nhật mà thông qua FDA của Hoa Kỳ nữa, kính thưa quý vị. Cho nên chúng ta đừng có băn khoăn nữa, sản phẩm rõ nguồn gốc 100% Nhật Bản, không có hóa chất và được FDA approve, thì đó là một cái cơ sở mà chúng ta để order ngay chứ không cần phải lăn tăn gì nữa. Nhiều khi quý vị nghe bạn bè giới thiệu sản phẩm này sản phẩm kia nhưng chúng ta không có chứng thực được là đến từ đâu, nguồn gốc ra sao và có các cơ quan nào kiểm duyệt, cũng như là Rishita đã được các bác sĩ chỉ định sử dụng nữa, thì chút xíu nữa Đồng Hành Tâm sẽ cho quý vị xem tiêu chí người thật việc thật và họ đã nói gì về sản phẩm Rishita và họ đã được chăm sóc trước khi sử dụng Rishita và sau khi sử dụng Rishita thì họ trở nên như thế nào.
Thì thôi ngay bây giờ đi, làm ta mời quý vị đến với tiêu chí người thật việc thật để chúng ta thấy được Rishita, để chúng ta càng tạo niềm tin, để chúng ta cho làn da của chúng ta một cái cơ hội để được trở lại như xưa. Mời quý vị. Sữa rửa mặt đó, mình rửa xong rồi đó, cái da mình cảm giác như da em bé vậy. Dạ. Nó làm như nó mịn mịn, nó mát mát, nó mình sữa rửa mặt á thì về Vân Nhi xài thì thấy da rất là sạch, tại vì nghệ sĩ thường đi thì hay make up và về rửa thì cảm thấy da mình nó sạch lắm, rất là thích. Và xe khích lỗ chân lông nè, làm sáng da. Quý vị mà mua cái sản phẩm đầu tiên đó, đó là sữa rửa mặt, thì quý vị cảm nhận sự khác biệt liền. Chỉ có một chút xíu thôi đó, xong rồi quý vị cho một miếng nước vô, rồi xong quý vị thoa lên mặt thôi, là sau chắc chừng 30 giây là quý vị cảm nhận được cái sự mát và tươi trẻ của làn da. Thật sự là như vậy. Thì Mỹ Vân sử dụng xong, Mỹ Vân cảm thấy rất là happy. Cái nám này của chị á, thì khó mà khó, chị cứ xài nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau, quảng cáo gì kia nọ, nhưng mà thiệt ra thì nó không có giúp. Yeah, nhưng mà khi chị bắt đầu chị xài cái dòng mỹ phẩm này á, thì khoảng 2-3 tuần gì đó là chị thấy là kết quả rất là khả quan. Yeah. Có nghĩa là bớt được khoảng 60%. Wow, mới 2 tuần mà 60% nám. Cái chuyện trước tiên là sau khi chị xài 2-3 ngày đó là chị thấy là cái lỗ chân lông của mình nó khích lại. Yeah. Nó có thôn. Bữa rồi nè, mới đi một cái party với một người ở chỗ nhà người bạn á, cô đi cũng gặp khi cũng thương lắm. Về ngày hôm sau cô cứ nói chị ơi, hôm qua chị make up nhẹ nhẹ, chị trang điểm sao mà em nhìn thấy chị đẹp hẳn ra vậy chị, nó có cái gì đó không? Em thấy thì sao đó, em thấy gương mặt của chị nó thôn lại, nó gọn lại, có làm gì lạ không? Chị nói, nhưng mà chị biết là do giờ mỹ phẩm của em. Mình có cái lời khuyên thì những ai mà có tiền sử có bị nám như mình á, thì cũng không có nên buồn, bởi vì bây giờ nó đã có một cái sản phẩm này rất hiệu quả. Mình hồi xưa mình ước gì cũng hay được, cái mình nói ước gì cái mặt của mình cho nó nhã đi, nhưng cuối cùng hầu như nó cũng như ý. Đó là những cái lời khuyên rất chân tình, rất là thật lòng, để cho những chị em phụ nữ hay nam giới gì cũng vậy, ai mà có bị sạm thì nên uống thuốc, nên xài những cái sản phẩm của Rishita, chịu khó xài thì sẽ thấy hiệu quả rất là như mong muốn. Quý vị vừa được xem tiêu chí người thật việc thật. Tiêu chí của Rishita là chính những khách hàng sẽ là những người mẫu, những người nói lên chất lượng của sản phẩm. Có làm sao thì nói như vậy. Cho nên là trong những năm vừa qua đồng hành với Rishita thì Đồng Nam Tâm đã làm việc với một số anh chị em mời cộng tác cùng với Đồng Nam Tâm trong chương trình Âm Nhạc Làm Đẹp tại một số đài truyền hình ở tại California. Thì quý vị đã nghe họ chia sẻ rồi, họ rất là thích sản phẩm, cũng như là quý vị thấy chị Quỳnh Lê cũng như là chị Ánh. Thì hai chị thì cũng có tuổi tí xíu rồi, và đặc biệt là chị Quỳnh Lê thì quý vị thấy làn da của chị là hư hại rất là nhiều, và những cái vết thâm vết nám hai bên má của chị là hầu như là nó đen luôn hai cái gò má của chị, và chị rất là buồn. May thay thì chị đã được Rishita chăm sóc và bây giờ thì da của chị đã rất là đẹp rồi. Và Đồng Thanh Tâm xin lại cái hình mà có cái áo đỏ và cái tấm hình mắt kiến được không, anh kỹ thuật để Tâm nói về cái này cho quý khách hàng có thể theo dõi rõ hơn về cái tuyệt vời của Rishita mang lại cho chị Quỳnh Lê. Cái hình mà có cái đeo mắt kiến đó, cái hình ba hình đó anh kỹ thuật đó, để đây là một cái nhân vật mà Đồng Thanh Tâm hay nói rằng đây là nhân vật huyền thoại, mà Tâm trong chương trình nào live shopping Tâm cũng đều nói chị về chị Quỳnh Lê để cho quý vị đang, là những người đang, thử. Đang nói về chị Quỳnh Lê hả? Bây giờ là chị yêu đời lắm rồi. Bây giờ là cho nên là mình phải cho mọi người thấy được là cái nét cười buồn của chị và cái sự yêu đời của chị. Phải nói là để cho các chị em phụ nữ mà khi bị nám như chị thì đừng có buồn nữa, như lời chị nói đó, là đừng có buồn nữa, đã có Rishita rồi thì hãy chịu khó sử dụng thì làn da mình nó sẽ được đẹp. Đó, thì quý vị thấy cái làn da của chị với cái hình bánh kem thì Tâm thấy phải nói là một rất là buồn. Đó, cho nên thì sau đó thì chị đã sử dụng khoảng 2 năm
2 năm gặp lại chị thì bây giờ da của chị đã, chị quá Trang đẹp luôn. Là người đã gặp chị vào sinh nhật tháng 10 này, thì mời chị Trang có thể nói tí xíu về làn da mọc của chị Quỳnh Lê ngay từ bây giờ để cho quý khán giả có thể tăng thêm niềm tin. Mời chị Trang. Nói về chị Quỳnh Lê đó, thì thật sự mà nói chị cũng không phải là tự nhiên mà chị tin đâu nha. Chị hư da rất là lâu, mà chị bây giờ giống như lúc trước là chị đắn đo lắm sao chị mới chọn cái sản phẩm đó, nhưng mà bây giờ cái da chị đẹp rồi, chị không có nói, chị nói vậy nè, không bao giờ chị đổi một cái sản phẩm nào khác. Bây giờ ai nói cái gì chị cũng không đổi á. Nhiều khi chị Trang chọc mà thôi đổi đi chị Quỳnh, đổi thử coi. Nó không, em đừng có xúi chị. Chị không bao giờ, chị sợ lắm, bị một lần thôi chị không có thể nào mà để nó cái làn da hư. Mà một điều nha, thấy chị rất là thương, giống như từng ngày rồi chị gọi chị nói là em ơi chị gần hết kem rồi nha, nhớ để kem nha. Cái xong mà chị cũng chọc, thôi chị xài kem khác đi. Không có được, xài cái loại này là đã hộp rồi và đẹp lắm rồi, không dám. Nói chung là chính bản thân chị bây giờ mà nói chị mày chọc chị hay là mình nói thử, chị không bao giờ chị thay đổi, chị không thay đổi. Chị nói là khó lắm có cái làn da trở lại, và chị tin cái điều đó. Từ lúc cái da của chị mà bị hư á, chị nói là chị làm cái gì chị cũng bị tuột hết á. Đó là chị nói đó nha, lời chị nói nó rất là ngộ. Mà từ lúc chị thay đổi cái làn da mà chị thấy nó tươi ra, và cái giống như chị muốn phe cái làn da, lúc nào chị cũng không có che cái làn da. Lúc trước có tâm biết không, chị che cái làn da, mà bây giờ chị Quỳnh chị không có make up nữa, chị dưỡng dưỡng kem thôi, chị cũng không make up. Chị nói là chị thích làn da lắm, bây giờ nó mỏng lắm, chị rất là thích. Rồi thêm một cái người này nữa đi, mình nói về chị Loan đi. Thì cái chị Loan này là vị khách mà là rất rất là khó chịu nha. Lúc nào cũng nhắc tới chị này là nhớ, tại vì chị cũng nói mà là chắc có lẽ là cũng là cái duyên. Khi chị chịu xài rồi thì phản chỉ xài đúng là từng thứ năm thì chị thấy cái làn da chị rất là cải thiện. Chị nói cải thiện quá nhiều, và khi chỉ cần rửa mặt thôi chị đã thích rồi, chứ đừng nói những cái sản phẩm khác. Chị nói rất là dễ thương, chị nói chỉ có rửa mặt thôi chị rờ chị đã thích rồi, thì đừng nói tới serum hay mil gì hết, chị rất là thích. Mà bây giờ nó không có sản phẩm Richita thì chị chịu cũng không được. Đó là lời của chị nói. Và chị nói là khi mà chị xài á, cái da của chị á, nó rời, nó mềm mại mà nó rất là thẳng cái làn da, mà nó không có bị mà giống như khó chịu như những cái sản phẩm khác chị xài lúc trước, là nó càng đen và nó khó chịu cái da chị lắm. Chị xài không có được, và cứ như vậy mà chị mua không biết bao nhiêu tiền. Thì nói chung không phải là một mình chị tính tình khó, nhưng vừa rồi chị Trang cũng gặp rất là nhiều vị khách, người ta mất lòng tin. Thật sự mà nói người ta bị mất lòng tin về những cái sản phẩm luôn. Mà khi người ta hỏi mình á, thì người ta cũng phải hỏi rất là nhiều. Và chị Trang chỉ có nói một điều là khi tin tưởng dòng sản phẩm Richita, hãy thử một set đi. Nếu mình cảm thấy nó không tốt thì mình đừng mua nữa. Thì khi người ta dùng người ta rất là thích. Và có một điều khi mình giới thiệu hay mình nói về dòng sản phẩm, những cái của Richita là nói những cái thật, cho nên không đem những cái hình giả luôn, hay hoặc là mướn hay là mời ai hết. Những cái người này là những vị khách mà người ta cho những cái thức hình, tại vì người ta thấy cái da người ta đẹp quá tâm, người ta trời ơi mừng quá, và người ta sẵn sàng cho những cái tấm hình. Như giống như chị Kimberly cũng vậy, lúc nào chị gọi vô trên đài chị cũng vậy, chị nói là chị cảm ơn cái dòng sản phẩm, là nhờ cái dòng sản phẩm mà da của chị bây giờ rất là đẹp và cải thiện. Kể cả không phải một mình chị mà cả gia đình của chị, khi dùng người nào cái da cũng rất là đẹp, và ai cũng gọi. Và có nhiều những cái tin nhắn mà khi chị Trang mà bốc cái điện thoại rồi mình nói chuyện xong, người ta nhắn tin em cảm ơn cái sản phẩm Richita rất nhiều, và em cảm ơn chị Trang là tư vấn cho em cái làn da em nó cải thiện và rất là đẹp. Mà có rất rất mà tới đây 2021 thì có nhiều người sẽ gửi về những cái hình rất là nhiều. Tại vì người ta nói là thôi chị đợi em xài, rồi mai mốt em cho chị những cái thước hình mà em đã chụp rồi, em giữ lại trước và sau. Thì rất là cảm ơn những tất cả. Tâm biết không, mỗi người như cho như vậy thì mình nghĩ coi, thật sự mà nói người ta ngại cũng đúng. Tại vì người ta không có muốn khi mà thấy cái hình mà em thấy không,
nó xấu trước đó. Bản thân chị thí dụ như nếu mình bị, mình cũng không muốn thấy cho mình thấy cái lúc cái da mình bị tổn thương hả. Nhưng mà những cái chị này hoặc những em rất là dễ thương, can đảm và đẳng thật sự mà nói là bây giờ da đẹp quá mừng thì không có gì hết cho. Chứ có nhiều người chị Trang thấy là hết và xin thì nói thôi thôi ngại quá. Nhưng mà có rất là nhiều người cũng rất là nhiệt tình, nói sẵn sàng gửi về cho Richita. Cái làn da xấu trước đó thì bây giờ nó chỉ là quá khứ thôi. Đúng chúng ta rồi. Sống là sống cho hiện tại và tương lai, phải không quý vị? Cho nên là chúng ta hãy bỏ qua cái quá khứ đi. Bây giờ chúng ta đã đẹp rồi, chúng ta có quyền. Chúng ta gọi đúng là đẹp rồi. Là chúng ta có quyền. Tức là đẹp là có quyền thôi. Đó, cho nên là chúng ta hãy cho làn da của chúng ta một cơ hội. Chúng ta làm việc thì chúng ta làm cả đời rồi. Lo cho gia đình, lo cho người thân thì cũng cả đời rồi. Lo cho bản thân mình tí xíu. Mình đúng phải rồi. Thương bản thân mình tí xíu quý vị. Mỗi ngày chúng ta bận rộn với công việc không đủ để chăm sóc làn da chúng ta được tốt. Với cuộc sống tất bật như ngày nay thì chúng ta cần lắm một bộ mỹ phẩm lúc nào cũng có trong túi sách của chúng ta. Để mà chúng ta khi làm việc, những sản phẩm của Richita vẫn chăm sóc cho quý vị. Viên uống thì quý vị uống trong người thì nó sẽ chăm sóc cho quý vị từ 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 bên trong. Còn vị thoa bên ngoài đi làm thì nó sẽ thẩm thấu từ từ để nó chăm sóc làn da của quý vị. Quý vị không cần phải bận tâm về làn da nữa. Đồng hành với Richita quý vị chỉ có đẹp mà thôi. Đó, cho nên mọi thông tin chi tiết về sản phẩm hãy liên lạc với chúng tôi qua Facebook Richita Bihaku, qua trang nhà của Richita Biaku, đó là richita.us, lúc nào cũng có mặt trên màn hình quý vị nha. Và đặc biệt trong cái trang nhà richita.us này, quý vị vào trong đó, quý vị có thể tìm hiểu tất cả sản phẩm Richita của chúng tôi đang hiện có và công dụng từng loại ra làm sao, và có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn cho quý vị dễ dàng sử dụng, và có số hotline nữa kính thưa quý vị. Mà quý vị tìm thông tin mà quý vị vẫn chưa thỏa đáng thì hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline. Nếu số hotline bận, quý vị có thể gọi cho số đồng hành tâm cũng có trên màn hình đây. Đó, thì lúc nào đồng hành tâm cũng như là số hotline Richita luôn sẵn sàng cho quý vị để chăm sóc thật tốt cho quý vị. Và rất vui được chăm sóc cho quý vị. Niềm vui của quý vị chính là niềm vui của thương hiệu Richita BHQ của chúng tôi. Và rất mong những vị khách hàng đã dùng Richita tự tin với làn da của mình thì hãy gửi hình đẹp của mọi người về cho, và nhớ kèm một tấm hình chưa được đẹp trước đó để chúng tôi có thể khoe trước và sau khi dùng. Đó, giống như là chị Kimberly đây, đồng hành tâm vẫn hay nói vui rằng nhìn một người nhưng mà rõ ràng như hai chị em. Trước đây là chị chưa dùng Richita, chị nghĩ làn da của chị nó có tuổi rồi cho nên thôi kệ nó xấu thì thôi kệ đi. Nhưng chị đã mất niềm tin với nhiều sản phẩm khác và không chăm sóc làn da của mình nữa. Đến khi được một người em giới thiệu thì chị đã sử dụng sản phẩm và chị bắt đầu đã lấy lại được cái làn da đẹp của mình. Và tự tin hơn, bắt đầu nó là điệu đàn một tí xíu, là tóc nó quăng quăng hơn rồi chứ đâu chịu kẹp như ngày xưa. Đó, cho nên là chúng ta thấy yêu đời hơn, là cái mặt sáng hơn. Như anh Quý nói, phong thủy cũng tốt hơn, cho nên là hãy làm da mình sáng hơn quý vị nha. Sáng lên thì biết đâu tài nó sẽ đến, chứ tối thui thì... để nói cái vụ này, này là một vị, này là một người bác sĩ, một người vợ. Yeah. Câu chuyện vui đi, đây là câu chuyện thật 100% là người bạn luôn. Cái này nói chắc là người bác sĩ, người bạn này đang theo chân dõi chắc chắc cười lắm nè. Khi vô tiệm ăn thì cái người bác sĩ này thì lại ngược lại là xài kem của Richita, tức là xài cái beauty cream và cái xài cái serum. Mà người bác sĩ là người nam nha, nhưng mà rất là thích xài. Xài rất là đẹp. Và khi đi ăn vô với người vợ thì cái người mà waiter đó là cái người tiếp nhiên á, người ra giới thiệu, người ta hỏi xin chào anh ăn cái gì. Đó là người vợ kể lại nha. Xong rồi cái quay lại người vợ, tao biết hỏi sao, xin chào cô ăn cái gì. Ây da, thật là đau lòng quá đi. Đó, xong tại như vậy mà sao mà kể, tại vì em cũng biết rồi, cái beauty cream á thì bây giờ nó đã chưa có qua kịp, cho nên là khi mà nói thôi, chị Trang nói thôi là vị bác sĩ đó ngưng xài đi, nó đâu có được, đang xài đẹp mà được trẻ trung nữa, không được ngưng xài, là không có được ngưng, thì mới kể câu chuyện này ra. Mà khi kể câu chuyện này ra mà chị Trang bật cười, nói là sao vậy, ngộ vậy, nói rất là ngộ luôn. Và cái người vợ ngồi cười thôi chứ biết sao, nhưng mà giữa hai người, nhưng mà người bác sĩ này là người chồng, là muốn lúc nào cũng phải dưỡng da,
Nhưng mà cái đó là cái không phải đó, cái này cái không phải là câu chuyện vui mà là nó có thật. Đó là một người bác sĩ mà xài đồng hành của Regita rất là lâu. Và một điều nữa mình nói tóm ra và vật mình nói xa hơn, khi cái người mà đàn ông người ta cũng có thể xài mỹ phẩm thấy không, hoặc là người ta cũng rửa mặt, người ta cũng phải làm đẹp vậy. Tại vì cái đó là cái tuổi xuân của mình, ai cũng muốn cái tuổi xuân mình là trẻ hết, không ai muốn cái tuổi xuân mình mà nó bị chê là già hết. Cho nên là không có chuyện này, không có gì để đáng cười mà là đó là sự thật. Nhưng mà người Việt mình nếu nghe thì thấy hơi là lạ, là tại vì người nam á là ít có dùng, nhưng mà đối với người Á Đông mình, mà người Nhật hay là người Hàn Quốc hay cái xứ sở đó, người ta không thấy làm lạ, là tại vì người ta dùng, người ta dùng mỗi ngày đó em, cho nên là người ta không thấy làm lạ. Nhưng mà đối với người Việt mình sẽ có một số người sẽ nói trời đàn ông gì mà điêu đà vậy. Nhưng mà thật mà nói, khi mà ở cái tuổi nào cũng vậy, nếu như mình biết chăm sóc và mình biết nuôi dưỡng cái làn da thì nó trẻ, nó rất là đẹp chứ. Giống như Tâm hay thường nói đó, sản phẩm của Rishita thì nó không phân biệt giới tính. Tại vì sản phẩm của chúng tôi chuyên để mà phục hồi những làn da bị hư hại, những làn da bị nám, bị thâm, bị sạm, bị rỗ, bị chảy xệ, bị nhăn, bị lão hóa, thì không phân biệt quý vị là giới tính nào cả. Đúng rồi. Sản phẩm Rishita sẽ làm đẹp cho quý vị, cho nên là nam nữ dùng đều đẹp hết. Nhưng mà Đồng Tâm vẫn hay khuyên quý chị đó, quý chị nên dùng chọn một bộ. Tại vì người phụ nữ nhanh lão hóa hơn người đàn ông. Và khi mà người phụ nữ bước qua độ tuổi 30 hoặc là đã sinh con rồi đó, thì nó sẽ lão hóa rất là nhanh. Mà phụ nữ là phải đẹp, cho nên cần phải đẹp, đừng có để cái tình trạng giống như hai cái câu chuyện mà có thật mà chị Trang mới vừa kể, thì rất là đau lòng cho người vợ đó. Người bác sĩ rất là thích làm đẹp da, nhiều bác sĩ là người bác sĩ nam. Đúng. Cho nên đó là các anh nam thì giống như bác sĩ đó thì dùng nguyên bộ thì cũng được, nhưng mà các anh nam bình thường không dùng nguyên bộ, không dùng kem, thì nên dùng hai loại mà Đồng Tâm vẫn hay khuyên, đó là sữa rửa mặt và lọ viên uống bên trong thôi. Nam thì chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Còn nếu như muốn làm đẹp da hơn nữa như anh bác sĩ đó, hoặc như các bạn nam khác mà muốn làm đẹp da hơn nữa, thì dùng nguyên bộ vẫn đẹp, không sao cả. Nhưng các chị em phụ nữ nên dùng chọn một bộ với công thức trong uống ngoài thoa, và chúng ta yên tâm làm việc, yên tâm đi chơi, yên tâm làm mọi thứ mà không lo làn da của chúng ta. Đúng rồi. Vì đã có Rishita duy trì cái sức khỏe cho làn da của quý vị rồi, cho nên quý vị yên tâm mà đồng hành với Rishita quý vị nhé. Mọi thông tin liên lạc hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline lúc nào cũng có trên màn hình quý vị nha, và vào trong trang rishita.us để tìm hiểu, hoặc muốn gọi trực tiếp cho Đồng Thanh Tâm hãy gọi trên số điện thoại hotline và số của Đồng Thanh Tâm. Lúc nào thì hai số bận thì quý vị hãy gọi, Đồng Thanh Tâm cũng sẽ giúp cho quý vị để chọn được một cái bộ mỹ phẩm phù hợp nhất với làn da của mình, để không tốn nhiều thời gian của quý vị. Nhiều khi quý vị lăng tăng để tìm sản phẩm nào đó phù hợp để làm đẹp cho làn da của mình thì nó tốn rất nhiều thời gian và công sức, phí lắm quý vị. Hãy để đó, Rishita đã gọi là lo lắng cho quý vị từng ly từng tí. Chị Trang là người chủ sở hữu và rất là cầu toàn, sản phẩm nào ra là phải test trên nhiều loại da và đảm bảo chất lượng thì mới được ra, còn nếu không thì giữ đó đi, chừng nào đạt tiêu chuẩn mới được ra đó. Cho nên là chúng ta phải nói là một người chủ sở hữu như chị Trang là rất là hiếm, tại vì nhiều chủ sở hữu họ chỉ muốn ra nhiều để bán nhiều để có lợi nhuận thôi. Nhưng mà đồng hành với người Nhật, chị Trang chỉ đã đồng hành 20 mấy năm trời rồi, chỉ biết được để tạo một thương hiệu để đi lâu dài thì cái đầu tiên là chất lượng, cho nên là không có vội vàng được, kính thưa quý vị. Đó, cho nên vì sao Rishita mới ra mắt của quý vị ở thị trường Hoa Kỳ mới có khoảng 3 năm thôi mà được quý vị yêu thương rất là nhiều, là chính vì chất lượng nói lên sản phẩm của Rishita của chúng tôi. Đó, cho nên là quý vị hãy yên tâm và đồng hành với Rishita quý vị nhé. Như Đồng Thanh Tâm đã nói, Rishita là một trong những thương hiệu lớn của Nhật Bản đi vào Hoa Kỳ qua con đường FDA. Đó, và rất là tự tin để nhận dạng Rishita là công thức trong uống ngoài thoa. Chỉ có Rishita mới có công thức trong uống ngoài thoa thôi, kính thưa quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi khi quý vị xem được chương trình này quý vị nha. Giờ chúng ta cùng trở lại với chị CEO Thùy Trang nào. Mời chị Trang. có nhiều câu hỏi á, mà từng câu hỏi thật sự mà hỏi một người mà đã làm ở cái phòng mạch thì người ta cũng tiếp xúc rất là nhiều bệnh nhân, thì ai cũng muốn cái người bệnh nhân mình nhìn vô mà có một cái vị bác sĩ này có một cái khác người chứ. Cho nên là nhìn vô phải sáng sủa, phải nhìn phải tươi tắn, mà nhìn phải giống như là trẻ.
Thì cho nên tại sao mình nói tới bác sĩ mà còn dùng là tại vì cái sản phẩm nó phải là sự chất lượng, và cái người mà người ta chuyên khoa thì người ta phải biết nó có những cái gì bên trong và thành phần đó có an toàn hay không đó, cho những cái người bác sĩ xài, chứ không phải là người ta là thấy sản phẩm là người ta xài thì không có. Tại vì mấy những người mà đã làm việc như vậy thì người ta rất là kỹ lưỡng, cho nên khi mà người ta đã là tiêu dùng rồi thì người ta phải coi trong đó nó có thành phần gì và nó có tác hại hay không. Cho nên tại sao rất là nhiều những người dược sĩ, những người bác sĩ mà dùng kem của Richita, còn không phải là một từ cho những người y tá, họ cũng rất là thích, là tại vì những cái hợp chất. Và có một điều nữa, có nhiều các chị hay hỏi câu tại sao tôi hay nhìn và tôi không biết cái chữ FDA là cái gì, thì đó là kiểm duyệt có sự an toàn hay không và nó có đảm bảo là cái chất lượng có tốt hay không. Và khi mà tuân thủ hãy nhập vô Hoa Kỳ thì những cái này là cái chánh yếu cho tất cả về mỹ phẩm. Khi mình ở những cái xứ sở, những cái quốc gia khác mà mình vô Hoa Kỳ thì phải có những cái giấy phép và những cái tuân thủ. Thì hỏi tại sao có những cái giấy phép và tuân thủ, thì người ta kiểm trong đó coi có những cái thành phần nào có tổn hại, có hư hại tế bào da hay không, cho nên người ta mới cho phép được nhập cư và được vô Hoa Kỳ. Chứ không phải mọi cái mà điều mình thấy trên thị trường mình mua nó có được tuân thủ hay không và nó có được cấp giấy phép hay không, nó rất là quan trọng nha. Tại vì đối với người Hoa Kỳ thì cái sản phẩm mà sức lên da nó rất là quan trọng, cho nên là khi mà những cái kem qua thì đều có những cái mẫu để mình đưa trước cho người ta để người ta test coi những hợp chất, người ta phân loại ra những hợp chất đó có ảnh hưởng gì về da hay không và có tác hại về da hay không. Mà kem mà dưỡng sáng da thì đó là những cái thành phần mà người ta phải coi rất là kỹ. Cho nên là những cái thảo dược của Richita và những cái kem của Richita thì tại sao mà lúc nào cũng hiện cái chữ FDA? Tại vì cái đó là được sự chấp thuận và qua những cái kiểm duyệt. Cho nên là lúc nào mình cũng phải cho tất cả các chị em an toàn để dùng. Đó, cái điều là gọi là sự an toàn, không có sợ. Và một điều tất cả mọi người hỏi là kem nó có bị dị ứng không, tại vì tôi xài kem cứ bị dị ứng hoài mà tôi rất là sợ. Thì một lần nữa, sản phẩm của Richita không có bị kích ứng da, không có bị phản ứng về tế bào da. Tại vì đầu tiên cái sản phẩm Richita nó có 1952 là người ta test về cái sự dị ứng đầu tiên. Tại vì cái người sáng lập ra, cố mà gọi là người cố đi, người xưa mà sáng lập ra cái sản phẩm này là người vợ, người ta rất là khó chịu. Khi xài những cái sản phẩm người ta đều bị kích ứng, bị dị ứng hết, không có xài gì được. Và cái người chồng đã nghiên cứu và ra cái sản phẩm, cho nên là cái người vợ mới dùng được. Cho nên là sản phẩm Richita không bao giờ kích ứng da. Và có một điều nữa là khi mình xài nó mát da. Thì những cái lời Trang nói thì tất cả quý vị đã dùng qua Richita thì đã cảm nhận được rồi, là lời Trang nói rất là đúng, là không bao giờ làm cho kích ứng da. Cho nên cái sự an toàn nó là đầu tiên, cho nên mình không có sợ. Cho nên cứ dùng, là hỏi là liều lượng mình dùng, có nhiều người hỏi là em dùng được bao lâu, thì theo mình sức nha, mình sức ít hay là mình sức nhiều, chứ không có thể nào nói. Mỗi người theo cái trình tự mà người xài, có người thì xài mau, có người xài lâu. Thì sẵn có nhiều câu hỏi thì Trang trả lời là dùng bao lâu thì không thể nói được. Chỉ có biết lọ thuốc là mỗi tháng là mình phải hết một lọ, tại vì trong một cái lọ thuốc nó chỉ có 120 viên, mà mỗi ngày mình uống phải 4 viên. Điều lúc mình đang trị về da thì mình phải đúng theo liều lượng của nhà sản xuất người ta đưa ra. Thì cho nên mình phải dùng đúng thì cái da mình mới đẹp và những cải thiện. Và còn một điều khi hỏi là cái sản phẩm này mình dùng sao mình không dùng nữa, nó có bị gì không, nó có bị đen trở lại không, hoàn toàn không. Tại vì bằng thảo dược cho nên khi mình ngưng dùng nó vẫn giữ da mình ở độ bình thường.
nó không có một cái tác dụng nào để mà phản ứng ngược về cái làn da mình hết, không có sợ một cái kích ứng nào hết, hoặc những cái gì mà đi ngược lại. Giống như có nhiều sản phẩm người ta nói khi em không xài nữa cái da nó bị đen, thì sản phẩm Richita không, mình ngưng thì mình vẫn là giữ cái da bình thường. Nhưng mà khi mình nuôi dưỡng tế bào da thì làm cho cái da mình trẻ quá. Giống như khi mà cái tuổi mình ở cái độ mà lớn rồi, mình phải cần nuôi dưỡng cái tế bào da. Đó là chuyện mỗi ngày mà chuyện đương nhiên. Nếu mình không nuôi dưỡng mà không có điều đặn trên da thì cái da mình nó cũng sẽ bị lão hóa thôi. Tại vì nhất là những ở cái tuổi mà từ xưa có nhiều người không có dùng mỹ phẩm nữa, thì cái lão hóa của làn da mình nó rất là mau khi mình ở cái vào cái tuổi mà gọi là tiền sự mãn kinh, thì là cái da mình nó xuống cấp vô cùng, nó xuống vô cùng, và nó làm cái da mình giống như là nhân rất là nhiều. Chứ không phải mình lấy cái da mình bình thường, nhưng thực sự trên cái da mình nó không có cái sự trẻ hóa và nó không có sự độ đàn hồi của da đâu. Cho nên là ở cái tuổi mà từ 20 mấy trở lên mình cũng nên nuôi dưỡng tế bào da. Còn một điều thì mọi người hỏi là dùng sản phẩm Richita có dùng để under makeup được hay không? Vẫn được luôn. Tại vì cái sản phẩm Richita khi mình xài cái serum ở dưới hoặc là mình xài cái lip milk, mình có thể mình makeup lên trên. Nhưng có một điều Trang phiên, khi mà mình dùng mỗi ngày makeup nhiều quá thì cái lỗ chân lông mình nó sẽ bị bít lại và nó làm cho cái da mình không có được sự mà trong sáng mịn màng đâu. Khi mình đã dưỡng đẹp rồi thì những cái sự makeup thì mình đi tiệc hoặc hàng tuần mình có thể đi chơi, mình dùng một hai lần thì nó rất là đẹp về da. Còn mình dùng nhiều cái phấn trên da nhiều quá nó cũng rất là tác hại về da. Nếu đúng là nói về chuyên sâu về da thì mình cũng phiên nên giảm bớt khi da mình đã đẹp rồi. Thì khi mà mình lâu lâu mà mình trang điểm lên cái làn da mình cho mình có một cái tươi sáng và đẹp hơn nhiều. Đó là những cái gì mà những câu hỏi trong tuần hỏi thì Trang trả lời. Dạ, rồi cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Cứ thú vị thì nghe chị Trang tư vấn nãy giờ thì Đồng Nội Tâm có một cái điều mà Đồng Nội Tâm cũng muốn chia sẻ với quý vị thêm như thế này, là cơ thể của chúng ta nó là một cái bộ máy rất là hay, rất là khoa học. Và khi chúng ta, làn da của chúng ta hay bất cứ một cái cơ thể, một bộ phận nào nó phát triển mỗi ngày thì đều là nó lấy dinh dưỡng từ thức ăn, năng lượng chúng ta nạp vào. Thì đơn giản thôi, làn da của chúng ta cái độ tuổi mà trẻ trẻ nó từ mà mười mấy cho tới hai mươi mấy đó, thì tức là lúc đó là cái độ tuổi da nó căng nhất, nó khỏe mạnh nhất và cái năng lượng da chúng ta nó sẽ tốt nhất. Nhưng mà sau 30 tuổi trở đi, kể cả nam và nữ, thì những cái lượng mà collagen đó, những cái hormone đó nó giảm và chúng ta sẽ bị lão hóa. Đó là cái quá trình tự nhiên của cái cơ thể của con người của chúng ta thôi. Cho nên Richita BHQ được sản xuất từ các chuyên gia về da ở Nhật Bản, thì họ đã nghiên cứu và cho vào trong sản phẩm của Richita những cái dưỡng chất, những cái vitamin cần thiết nhất để giúp cái làn da duy trì cái tuổi thanh xuân. Thông qua sản phẩm Richita chúng ta có thể uống và chúng ta có thể thoa bên ngoài, thì nó cung cấp thêm những cái vitamin, những collagen để mà chăm sóc cái làn da của chúng ta, phục hồi cái làn da bị hư tổn, cũng như là kéo dài cái quá trình lão hóa của chúng ta ra. Thì chúng ta sẽ thấy cái làn da chúng ta nó chậm xuất hiện những cái vết thâm, vết nám, những cái đốm nám, những cái tàn nhang, hay làn da chúng ta nó không có được đẹp, thì nó sẽ kéo dài cái tuổi thanh xuân của làn da chúng ta là như vậy. Cho nên nó cũng không phải là gọi là phép tiên để mà biến cái làn da của chúng ta nhanh trở lại như tuổi thanh xuân, nhưng mà nó có thể kéo dài cái tuổi thanh xuân của quý vị. Nếu quý vị không có chăm sóc tốt thì cái bộ máy đó nó không có được trơn tru, thì nó dễ xuất hiện những cái sự lão hóa nhanh hơn là chúng ta chăm sóc tốt. Cho nên là những chị em phụ nữ còn trẻ vẫn nên chăm sóc cái làn da của mình. Ngoài việc chúng ta ăn uống điều độ, tập thể dục, tăng cường uống nhiều vitamin từ trái cây, thì chúng ta cũng phải chăm sóc cái làn da chúng ta bằng những cái phương pháp khoa học, như là những sản phẩm của các nhà dược sĩ về da. Vì sao các chị em phụ nữ gần đây thường rất là tìm kiếm những cái collagen để uống tăng thêm? Là tại vì họ biết được là họ cung cấp thức ăn thường ngày không đủ để nuôi làn da được đẹp.
thì Rishita đã giúp cho quý vị cái công đoạn đó rồi. Hãy uống cái lọ viên uống thần dược đẹp da của chúng tôi. Nó có rất là nhiều vitamin cần thiết, quý vị không cần phải uống collagen nữa. Mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên, dành cho cả nam và nữ. Nên ai cũng phải nên uống cái lọ này. Vừa khỏe mà vừa đẹp da nữa. Nó đào thải những cái độc tố bên trong cơ thể chúng ta qua đường nước tiểu, cho nên da chúng ta sẽ được thanh lọc lại. Đó, thì đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, một cái sản phẩm tuyệt vời của Nhật Bản mà dành tặng cho tất cả những khách hàng thân thương của Rishita. Đó là những điều mà Tâm muốn chia sẻ đến tất cả những quý khách hàng của Rishita. Những ai đã được xài Rishita rồi thì quá tuyệt vời rồi. Còn những ai lướt qua kênh mà chưa được sử dụng thì hãy cho mình, cho làn da mình một cơ hội để được đẹp quý vị nha. Nó được đẹp và chúng ta muốn đẹp thì trước tiên da chúng ta phải sạch, phải đẹp. Trước tiên đã như vậy á, không có quan trọng chứ vậy. Ông bà chúng ta nói nhất dáng nhì da mà. Đó, chúng ta lo cái dáng, chúng ta lo diet. Mà diet quá cũng không tốt, ốm quá da nó cũng nhăn. Cho nên là chúng ta phải cân đối, cái gì cũng phải cân đối quý vị nha. Rồi đó là những điều Tâm chia sẻ ngắn với quý vị như vậy. Và thời lượng chương trình thì cũng đúng sắp rồi. Hết rồi à, trước khi hai chị em chúng tôi tạm chia tay thì đồng thanh Tâm cũng nhắn nhủ lại với quý khách hàng. Hãy trở thành khách hàng của Rishita để tham gia hai cái lễ bốc thăm quý vị nha. Sắp tới rồi, đó là Giáng sinh có lễ bốc thăm 3 giải thưởng và Tết cổ truyền Việt Nam sẽ có một lần nữa. Từ đây đến đó quý vị hãy trở thành khách hàng của Rishita để có một lá phiếu trong cái thùng phiếu quý vị nha. Tâm nhắc lại như vậy để cho quý vị nhớ order từ đây đến đó quý vị nha. Tâm nói lá phiếu chị nghe nó hết hồn. Thùng rồi, phiếu này không có gian lận luôn quý vị. Không gian lận. Thì nếu như mà các chị em mà theo dõi chương trình thì hãy cho mình một cơ hội để thử cái sản phẩm Rishita, coi nó tốt như thế nào và nó sẽ cải thiện làn da như thế nào. Chỉ có lời chị Trang khi nói vậy thôi, mình hãy trải nghiệm nó thì mình sẽ biết nó như trải thế nào. Trải nghiệm mới biết. Đúng rồi. Rồi, đồng thanh Tâm cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cùng với hai chị em chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã share chương trình giúp cho Rishita lan tỏa cái chương trình này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình yên. Và chúng ta hãy cùng nhau bước qua một năm mới sắp tới rồi. Chúng ta năm mới nhiều may mắn, nhiều niềm vui hơn. Và năm 2021 sẽ là một năm mà Rishita sẽ mang đến cho quý vị nhiều niềm vui hơn nữa. Trong đó có những món hàng mà quý vị đã trông chờ rất là lâu rồi. Chúng ta hãy chờ đợi vào năm 2021 quý vị nha. Giờ đây thì Đồng Thanh Tâm và chị Trang chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo của Rishita Bihaku. Xin chào. Cái sữa rửa mặt đó, mình rửa xong rồi đó, cái da mình cảm giác như da em bé vậy đó. Nó làm như nó mịn mịn, nó mát mát, nó mịn. Sữa rửa mặt đó, thì về Băng Nhi xài thì thấy da rất là sạch, tại vì nghệ sĩ thường đi thì hay make up và về rửa thì cảm thấy da mình nó sạch lắm, rất là thích. Và xe khích lỗ chân lông này làm sáng da. Quý vị mà mua cái sản phẩm đầu tiên đó, đó là sữa rửa mặt, thì quý vị cảm nhận sự khác biệt liền. Chỉ có một chút xíu thôi đó, xong rồi quý vị cho một miếng nước vô, rồi xong quý vị thoa lên mặt thôi là sau chắc chừng 30 giây là quý vị cảm nhận được cái sự mát và tươi trẻ của làn da. Thật sự là như vậy. Thì Mỹ Vân sử dụng xong Mỹ Vân cảm thấy rất là happy. Cái nám này của chị á, thì khó mà khó, chị cứ xài nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau, quảng cáo gì kia nọ, nhưng mà thiệt ra thì nó không có giúp.
Yeah, nhưng mà khi chị bắt đầu chị xài cái dòng mỹ phẩm này á thì khoảng 2-3 tuần gì đó là chị thấy là kết quả rất là khả quan. Yeah. Có nghĩa là bớt được khoảng 60%. Wow, bây giờ mới chị... 2 tuần mà 60% nám. Cái chuyện trước tiên là sau khi chị xài 2-3 ngày đó là chị thấy là cái lỗ chân lông của mình nó khích lại. Yeah. Nó có thôn. Bữa rồi nè, mới đi một cái party với một người ở chỗ nhà người bạn á, cô đi cũng gặp chị cũng thương lắm. Về ngày hôm sau cô cứ nói chị ơi hôm qua chị make up nhẹ nhẹ, chị trang điểm sao mà em nhìn thấy chị đẹp hẳn rồi, chị nó có cái gì đó không? Em thấy thì sao đó, em thấy gương mặt của chị nó thôn lại, nó còn lại, có làm gì lạ không? Chị nói, nhưng mà chị biết là do giờ mỹ phẩm của em. Mình có cái lời khuyên thì những ai mà có tiền sử có bị nám như mình á thì cũng không có nên buồn, bởi vì bây giờ nó đã có một cái sản phẩm này rất hiệu quả. Mình hồi xưa mình ước gì cũng hay được, cái mình nói ước gì cái mặt của mình cho nó nhã đi, nhưng cuối cùng hầu như nó cũng như ý. Đó là những cái lời khuyên rất chân tình, rất là thật lòng để cho những chị em phụ nữ hay nam giới gì cũng vậy, ai mà có bị sạm thì nên uống thuốc, nên xài những cái sản phẩm của Digita, chịu khó xài thì sẽ thấy hiệu quả rất là như mong muốn.